Hai bạn, hôm nay là ngày thứ bảy, hôm nay mình rảnh nên mình sẽ làm vlog ngày hôm nay cho bạn coi cho vui ha. Giờ trước tiên là mình với vợ mình phải đi ra ngoài ngân hàng, sau đó thì còn một số công việc mình phải làm nữa, thì các bạn đi chung với mình cho vui một ngày. Tuần này mình không có làm mấy ngày đầu tuần, lý do là tại mình bận. Thứ nhì nữa là mình bị bệnh, có đi khám thì người ta tình nghi mình có con virus nó là trong bao tử mình nữa. Bao tử hoặc đường ruột thì đang đợi kết quả, thì chắc hôm nay người ta sẽ cho mình cái kết quả. Thì không biết mình với mẹ mình ăn chung món nào thì mẹ mình cũng bị cách đây khoảng tuần, giờ thì mình bị nên người nó đuối lắm, nên không có làm vlog cho các bạn coi là vậy. Còn đa số những video mà mình để lên trên YouTube mình tuần này là đa số mình quay trước không à. Ok, giờ mình đi ha, giờ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ok các bạn, sau khi làm công chuyện thì giờ mình tới tiệm phở, tiệm này tiệm Đại Lợi, ăn cũng ok, dưới vùng mình nó gần nhà. Giờ mình vô ăn xong rồi mình có thể mình đi chợ mua chút đồ với con gái mình. Gái mình ngủ xong rồi, chế đứng nè, giờ chở chế đi chợ để coi có thư thiết gì không. Trước tiên là để đạp máy xe đó nè, sáng giờ chưa có đạp máy xe, còn cho nó mát máy, tới lòng cho nó nóng máy. Ơi mình với con gái mình đang ăn bánh pizza với lại kem. Chua đúng không? Các bạn coi cái cây thăng long mình nè. À. Mình lúc đầu mình cứ nghĩ cái này là hả cái búp của mà trái, hay là nó là cái nhánh khác thôi. Thì mình cứ nghĩ mình là người Việt đầu tiên ở trên tiểu bang mình trồng được cây thăng long, nhưng thật sự là không phải, có người trồng thành công và đã có trái. Ok các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật, tại hôm qua mình bận quá mình làm được con khúc à. Bây giờ là giống như rau ông này cắm cầm bà kia đi. Thì bây giờ mình đi công chuyện buổi sáng sớm, tại sáng sớm đường nó vắng nên mình dễ mình lái xe mà mình dễ nói chuyện với các bạn. Thì để mình kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà mình đang trong tuần vừa rồi á, mà mình bị đó là mình đi cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất của tiểu bang mình. Giờ mình sẽ kể các bạn cùng nghe ha. Để mình kể cho các bạn nghe về cái bữa mà mình bị mình đi cấp cứu, thì trước tiên á là mình bị cái đau bụng như mình nói, mà bị con virus á, thì mình mới đi lên cái phòng khám, nó gọi là urgent care, mà urgent care có nghĩa là khám khẩn cấp thôi chứ chưa hẳn là đi cấp cứu. Thì người ta khám cho mình, người ta mới tình nghi mình có thể là bị virus, mà cũng có thể là do bị túi mật hoặc là cái ruột non. Thì người ta mới nói mình muốn biết chính xác á, thì phải đi lên phòng cấp cứu để mà họ có trang thiết bị để mà họ mà xem xét cho mình coi là có đúng là bị như vậy hay không. Thì mình lưỡng lự, cái mình thấy hơi kệ, cứ đi lên coi thử, thì mình mới đi lên cái bệnh viện mà nó gọi là cái bệnh viện lớn nhất của mà tiểu bang mình luôn. Thì khi mà mình lên giảng á, thì mình vô ngay chỗ cấp cứu, mình mới kêu nó giờ tao cần phải, mình mới trình bày rõ cái vấn đề là mình cần phải chụp hình ruột non với lại cái túi mật mình, rồi muốn xét nghiệm máu nữa. Thì mình viết đơn xong hết rồi, mà các bạn biết ở chổng á, mình thấy đợi ít nhất luôn là phải hơn 100 mấy chục người, là mà đa số toàn là ăn mày mà, toàn là mấy người vô gia cư mà. Thì mình ngồi mình đợi khoảng chừng 45 phút, cái sau đó đó cái mà mấy người y tá mới gọi tên mình lên, mới nói mình nếu mà mày muốn làm có xét nghiệm, có một kết quả thử máu này nọ luôn á, mày đợi ít nhất là phải 8 tiếng.
mình nói trời đất ơi, đợi 8 tiếng mà giờ mình mới hỏi nó vậy chừng nào tụi mày mới bóc tao được. Nó nói ít nhất cũng phải 4 tiếng tới 6 tiếng rồi tụi nó mới gọi tên mình vô. Cái sau mình nói vậy thôi, chắc tao nghĩ là tao đi về để mai tao đi lên gặp bác sĩ gia đình của tao. Thì cái người đó mới nói cái đó là mà cái cách tốt nhất á, tại vì nó nói là hôm nay đông quá, tụi nó làm quá tải. Mà các bạn biết ở bên Mỹ mà mình đi khám bệnh cấp cứu mà đi tới 8 tiếng hồ thì chắc bệnh tình mình từ mà nghiêm trọng trở thành khỏe luôn á. Tại như các bạn biết á, mình là không phải là bị nặng. Những người mà nào mà bị nặng á là tụi nó sẽ cấp cứu liền. Còn này là mình vô cấp cứu nhưng mà mình ngồi mà mình đợi tụi nó thì mình không phải là bị nặng á, cho nên mình nghĩ là nên tụi nó mới bắt mình đợi vậy thôi. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn biết thôi, là cấp cứu Mỹ đi vô cấp cứu mà đợi tới 8 tiếng. Các bạn muốn biết vận tốc trung bình ở tới bang mình tụi nó chạy là bao nhiêu không? Giờ các bạn thấy tụi nó chạy còn lẹ hơn mình nữa, mình là chạy chung chung á. Để mình chuyển qua km cho bạn cùng coi. Khoảng chừng 133 km/h. Đó, 335. Mà là mình chạy chậm hơn mấy đứa lem bên này nha, mấy đứa lem lên ngoài cùng nó chạy mẹ hơn đó, cái thằng đang vượt lên rồi đó. Ok các bạn, có muốn coi khô bò của bên Mỹ như thế nào? Đây, bịch này là nửa ký bán $25, vòng vòng khoảng chừng 500-600 ngàn. Thì nó mở đằng cục cho coi đó. Đó, từ của tiểu bang mình làm luôn. Hey, bữa ăn tối mì Hoàng Thánh nhà nấu, có bò viên nè, cà rốt, cải xanh, cà bè xanh, nấu giải chiến ăn thôi. Ok, lâu ngày mình không có update lại cái dàn xe mô hình của mình thì hôm nay mình update cho các bạn cùng coi, tại có nhiều bạn hỏi. Thì mấy chiếc này là mình mới tậu nè, 2006 Challenger Concept. Rồi chiếc pickup truck F150, mà chiếc này là tỷ lệ 1/21. Nó có 2/21 chứ nó không có 1/18. Này chiếc Jeep Wrangler. Còn chiếc này là chiếc Camaro loại 50 kỷ niệm 50 năm. Chiếc này là chiếc Mustang SVT Cobra năm 2000. Rồi chiếc này Camaro SS nè. Mà cái này là loại mà cái dáng nó khác, cái dáng nó hiếm, nó không có nhiều. Hai chiếc luôn, chiếc trên chiếc Mustang vậy. Rồi chiếc dưới là chiếc Ferrari F50. Này là mình có hai chiếc luôn. Chiếc này mình cũng có hai chiếc luôn. Đó. Tại mấy chiếc nào mà hiếm á là mình có hai chiếc hết. Đó. Còn trong này nè. Thì có nhiều bạn sao mình không nghĩ đợt rồi mình có chiếc này đâu. Chiếc này mình cũng mới có Ford GT 2017, mình có tới hai chiếc rồi. Mấy xe nào mà hiếm luôn, mình có hai chiếc không à. Chiếc này chắc mình bữa mình có quay rồi nè. Chiếc để lấy ra ngoài cho nó sáng. Chiếc này California Ferrari California, mấy chiếc này thì trước là có hết rồi nè. Để mình coi chiếc nào mình mới tậu á. Chiếc này là Ferrari 488 GTB. Đó, mình có tới hai chiếc này lần nè, STV Cobra nè. Rồi có thêm chiếc Murcielago, không nhớ là mình có chưa ta, hôm bữa có làm chưa không biết. Rồi lấy ra hết đi. Đó các bạn, mình lấy ra để cho nó tiện. Thì
Thằng thấy mình có tới hai chiếc, mà tại mình thích chiếc xe này quá, tại cái cửa nó mở lên trên, nó gọi là golf window, nó mở lên trên, thì chiếc này chiếc SLS AMG mình thích quá, mình mua tới hai chiếc luôn, và thật sự là ba chiếc luôn. Ở đây nè, đó mình có tới ba chiếc luôn, hai chiếc màu xanh, một chiếc màu xám. Mấy dàn này là mới mua hết luôn á. Chiếc này là chiếc Nissan hồi xưa hãng Datsun 240Z nè. Rồi chiếc Beetle. Hả? Chiếc này mình có tới hai chiếc, chiếc kia là mình có gắn đèn. Chiếc này thì mình chưa gắn đèn, mình định mua giùm làm tiếp. Mình nghĩ là mình có hai chiếc này mà thật sự mình quên là mình có bán đi mất một chiếc rồi. Thì mình bán chiếc xe này mình mua lại xe khác. Thì mấy xe này á có một số là mình bán ở trên mạng thôi nha. Thì ai mà ở Mỹ á, thì dễ mua hơn, còn Việt Nam thì mình không biết cách bán như thế nào. Nhưng mà mình có bán, tại mình muốn bán một ít đi để mà mình mua lại những chiếc khác nữa. Thì sưu tầm mà. Thì nếu ai thích thì mình để cái link mình bán xe ở dưới á. Thì ai mà có account, có tài khoản của eBay á, thì có thể mua được tất cả những loại xe này luôn. Chiếc này là các bạn thấy nè, thì hôm bữa là mình đang nói là mình gắn đèn vô mà mình chưa có rảnh. Mà chắc giờ thì hết học rồi nên là có thể là rảnh để gắn đèn vô. Lý do mà mấy cái học này là nó vắng xe là tại mình để dưới nhà hết 8 chiếc rồi. Để dưới nhà hết 8 chiếc rồi để cho chơi dưới cây thông con gái mình chơi. Nên nó chống chọi lại. Nó chống vậy á. Chiếc kia chiếc Corvette C7. Đó thì ai muốn mua mà mấy xe này thì mình để cái link ở dưới cái description đó, các bạn thích thì mua. Thích loại nào thì nhấn vô mua là đó. Thì còn ship về Việt Nam thì mình không biết, có gì thì các bạn liên lạc cho mình qua Facebook đi, dễ nói chuyện hơn. Tại mình có nhiều quá. Có một số chiếc giống như mình mua, giống như chiếc SLS AMG này, mình có tới, thật sự mình có tới 4 chiếc luôn á. Tại cứ thấy nó đẹp quá, cứ mua đã, bây giờ thấy ha, tự nhiên mua nhiều quá uổng nên bán. Có một số thì mình muốn bán đi để mà mình lấy, mình để mà mua chiếc khác. Có một số chiếc mình không bao giờ mà mình bán á. Lấy ví dụ như chiếc này nè. Chiếc này á là một trong những chiếc đầu tiên mà mua, nó là Honda Sinque. Nếu mà ở ngoài đời thì chỉ có cả thế giới chỉ có 5 chiếc thôi. Thì chiếc xe này nó hơi bị biến dạng là tại mình để ngoài trời nắng nhiều quá nên nó biến dạng. Rồi cái chiếc thứ nhì mà mình thích á là chiếc này. Chiếc này là cái độ mà chi tiết nó rất là chi tiết. Chiếc này chiếc Hummer nè. Đó, các bạn nội mà cái yên ghế các bạn kéo ra kéo xuống cũng được nữa. Rồi. Đó, ghế bạn bật lên bật xuống đó, rất là chi tiết. Thì đó là lý do sao mà mình thích, có một số mà mình không dùng bán á. Thì chiếc này hồi đó mua cũng khá mắc. Cái chiếc Sinque nè. Ở trên nữa. Mình còn có chiếc GTR của Paul Walker trong phim. Đó. Còn này chiếc Air Force giống hơi xèm hàng đang chạy nhà. Mà này tỷ lệ nhỏ 1/64 rồi. Chiếc Mustang. Tương lai chắc có thể mình chế đèn cho chiếc Mustang này. 5.0. Đó thì update cho các bạn coi cái dạng nha. Cái dạng siêu xe của mình. Xa lộ bị cấm hết rồi, cấm đi rồi. Mà giờ chắc lưu thông mà được chút. Đây cũng như là BOT ca lạy cho các bạn. BOT ca lạy. Có bà con nào chắc trả tiền lẻ. Bà con nào chắc đang đếm tiền xu, tiền sen để trả. Đường này nó đâu có chạm phí đâu. Đi New York có đầy luôn, tôi gán lóc đi New York. Không biết đụng lớn cái nào mà nó lóc hết, nó tất cả các làn nó cũng hơi dữ. Chào, cố nhờ vô không vô.
lái lái xe phải đúng, phải nói đúng là retard. Chuyện gì đây xảy ra? Thấy có đồ rớt dưới, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, còn chiếc đậu trên là năm chiếc. Có năm nào tao đọc thống kê nó giết nó bị xỉn á, bị tới 20 mấy ngàn người có liên quan tới xỉn chết ở trên đường, và súng thì chỉ có 11-12 ngàn, mà trong đó là tính luôn cả mà ha, tự sát nha, tại số lượng tự sát rồi súng cũng khá nhiều. Ladies and gentlemen, bass.